không nấu, sắt không nấu luôn. Chào cả nhà, đây nè, nào nó mới đi lưới này, thấy ra kia trời sóng quá, nào nó qua không được, thử nó đem lưới về nhà gỡ luôn. Sao đằng cá đây, nãy sao? Ra qua rồi. Quấn qua nhỉ cá ngữ? Đằng nó xuồng bỡ lưới luôn rồi. Ồ, quá đồ cá luôn, cả nhà. Đây cá suốt. Ồ, luôn cá suốt, đấm luôn, hai tấm luôn. Đây, cá này cả nhà. Wow, không có chỗ nắm luôn. Quá dữ. Cái suốt này cái nhà là thường thường nó chạy vào mấy ngày mà biển động á, mà trời sóng đỡ nước là chạy nhiều lắm. Là nó ở men men chỗ giữa mấy gò nhiều lắm. À, nào nó mới làm lưới vậy này. Đây đưa cái suốt này. Mới làm nhiều chưa rồi, ra vứt luôn, qua sức cá luôn rồi. Thôi chắc gửi ra, chắc cũng gần thâu đây đi á. Sao bạn nghèo, lạnh không? Không nghèo lắm vậy. Ồ, cần sao đỡ, ồ, đỡ cá sắt mấy kia đọc. Hết tới đường. Hết tới đường rồi. Ra sống nó phủ quá hết tới đường rồi cả nhà. Cá đây mà làm gỏi là nấu mình cũng không ngon lắm cả nhà. Cá đây mà làm dĩ nha. Đó. Làm dĩ ra. Lạng ra làm hai. Xế ra làm gỏi anh. Làm chơi rượu nó toàn là lạnh uống nó easy luôn. Ở đây toàn là cái suốt lớn mà. Cái này người ta bán chắc tầm khoảng cỡ 50.000 ký sao cả nhà. Ủa nó bọc này. Một tấm lưới cá không? Cái gì chứ? Suốt rồi đó rồi. Hả? Cái suốt. Cái suốt rồi. Đá nữa nào cũng... Chiều nhất chiều rồi. Chiều nhất chiều không? Đá ơi. Quá đã luôn. Cá này mình đánh ở cả nhà là mình lấy cái một cái thúng. Cái thúng mình bơi ra. Bơi ra ngoài giữa gò chỗ mà sóng đánh nhiều á. Là bắt đầu mình thả lưới xuống. Thả xuống bắt đầu lấy cái đèn pin nè. Đó, mình lấy cái đèn pin này. Đó. Mình xoay men men theo cái đầu lưới của mình á. Đó, mình xoay theo men men theo cái đầu lưới của mình á. Mà mình thấy cá nó nổi á. Cá nổi nhảy á. Là bắt đầu mình kéo. Cá này gì lắm cả nhà, nhưng mà nó chỉ chạy vào những ngày mà nó sống lớn như này. Bây giờ tối sợ mày không thấy. Trời sông lớn nó mới chạy ra. Thường thường là nó men theo trong những cành đá để nó kiếm ăn, những cái tảo biển đồ nó bị rớt ra cả nhà. Nó men theo những cái cành đá này, nó sống mà chờ tấn lên luôn. Đó, sống tấn lên cả nhà. Đầu nhắc lưới vậy kiếm bậy anh 2 xỉ như đi bán 4 xỉ không nhất. Đó cái bữa câu là cá nhỏ, còn đây bữa lưới là cá lớn mà.
quá đã luôn. Cá này mà bây giờ bắt nồi cơm lên rồi xem xuống mùa nấu lên làm nồi canh đó ăn tại chỗ luôn, nấu ra xong đi chừa cá nó vừa tét ra là gấp ăn, chấm mắm nữa ăn ngon. Sách không nấu luôn. Một cân. Bò. Tâm lực cá sắp nấu luôn. Giờ Nam đang rất chú tâm để gỡ cá. Con cá đi về gỡ cũng hai tiếng hồn xong. Đi học mấy giờ mày? Mới ra chút là vô liền. Mới ra chút vô liền hả? Vừa ra là vừa gặp cá luôn. Ra là tả xuống là đắm liền. Nam kêu vừa ra gặp cá luôn cả nhà. Vừa ra để bún vàng cái lấy bình chọi cái bắt đầu đi đắm liền, kéo vô liền. Đã lát cho mày mới giờ mày nấu nha Nam. Ừ. Tấm Nam đúng nhiều hơn tấm của nghèo. Tay với lại mấy anh em kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy thích video thì cho tay với lại mấy anh em một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để tay với lại mấy anh em có nhiều động lực làm nhiều clip hay hơn nữa nha cả nhà. Mời cùng Nguyên à. Có gì hơn nữa.